Dạ vâng, là em đây. Em xin kính chào quý cô bác anh chị yêu và đam mê đồ xin trên toàn quốc nhé. Xin chào mừng cô bác anh chị đã đến với kênh tiệm giày xi 88 cũng như kênh đồ xi hiệu 88. Số liên hệ xuất hàng của bên em là số 0987 377 553. Số này cũng là số tài khoản ngân hàng Vietin của em luôn nhé. Và số Zalo là số 0919 628 425. Thì buổi sáng ngày hôm nay em có một cái nai thắt lưng hiệu Levi, mà cái nô thắt lưng này em đã đặt rất là nhiều ngày tháng rồi chị, em đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hôm nay mới về ban chiều là tối em quay, sáng em lên kênh cho các bác luôn nhé. Đó. Thì cái phiên bản này và cái nô hàng này nó đặc biệt hơn tất cả những cái nô hàng trước, thậm chí đến cả trong vòng khoảng 1 năm em chưa bao giờ có được một cái nô hàng đẹp như thế này về cho cô bác anh chị. Nó về số lượng thì cũng không được nhiều đâu. Thông thường những lần trước về em về 50 100 con, nó chỉ có 5 7 con thôi. 5 7 con anh chị nhá. Như cái đợt này riêng thì em săn được thì bên kia họ cũng ưu tiên, bởi vì em là cái mối quen mà, lấy nhiều lấy ít nó là cái mối quen. Thì mới có được cái lô hàng này về, lô hàng này về các bác nhá. Đặc biệt nó rất là đẹp. Hàng này là hàng em nghĩ nó là hàng tồn kho, bởi vì em thấy nó còn khá là mới của anh chị ạ, nó còn khá là mới nhá. Đấy, bản châu Âu. Cái này là bản MR này, 1889 của anh chị nhá. Bản 1889 của anh chị nhá. Chính xác là 19 à 18. Hiệu Navy. Hiệu Levi. Đó. Cái mặt của nó thì đây vẫn như thường lệ rồi các bạn. Đó. Thì cái giá bán hôm nay thì em cũng xin thông báo luôn, cái giá bán nó căn cứ vào, nó vẫn cùng loại nhá, nó vẫn cùng loại. Thế như cái giá bán cao thấp hơn kém này nó căn cứ vào cái độ mới nhá. Tất nhiên là phần lớn nó là hàng mới. Hàng bởi vì theo em nghĩ là đây nó là hàng tồn kho. Các anh chị ạ, nó là hàng tồn kho, nó có một loạt như thế này, đẹp như thế này các anh chị nhá, cực đẹp luôn. Thì giá thì nó căn cứ vào cái mới nhiều, cái mới ít của anh chị nhá. Còn cái 100%, cái 9, cái 80% anh chị nhá. Và em có nói luôn cái bản này là bản 3,5, già 3,5 tí anh chị nhá, già 3,5 đấy, già 3,5 tí của bác anh chị nhá. Da thì da bầu ý các bác nhá, da thì chuẩn da bầu ý luôn. Em quay mặt phải cho bác anh chị chiêm ngưỡng cho nó. Thật sự anh chị nào mà kết thì là chốt luôn nhá, bởi vì nếu không là không còn, mà không có và không còn anh chị nhá, số lượng nó không có nhiều đâu. Cái mặt này rất là hiếm gặp trên thị trường. Nó vẫn là dòng Levi như dòng khóa kim thì nó rất là nhiều, em về lúc khoảng 5-70 con nha. Thế như cái dòng này em nói rồi, về 5-70 con nó chỉ vài ba con, và thậm chí 50 con hàng không có một lấy một con bản như thế này không anh chị nhá. Đấy, bản 1889 này không anh chị nhá. Cái này thì em không phải nói nhiều, không phải giới thiệu nhiều rồi. Những lần em về đấy có 5-7 con là nên hết luôn, mà có rất nhiều khách đặt không anh chị nhá. Thì có những các bác đặt, bởi vì nó cũng lâu rồi, các bác vào xem kênh mà thấy gặp thì chốt luôn nha các anh chị nhá. Bởi vì bây giờ em mà bài nó trôi đi em cũng không nhớ là bác nào đặt nữa. Thì cái này là có bản là bản 3,5, dài là 1m27 các bác anh chị nhá. Đấy, dài là 1m27, 1m28 này. Bản 3,5. Con này về cơ bản là gam màu đen tuyền các bác anh chị nhá. Cái mặt ngoài thì được mài nhẵn và đánh bóng của các bác anh chị nhá. Đó, các chị có thể xem. Nó còn khá mới anh chị ạ. Nó còn khá mới. Thậm chí là cái lỗ này vẫn còn có 3 lỗ rồi các bác anh chị ạ. Lỗ vẫn còn có 3 lỗ thôi. Nếu như theo căn cứ theo một cái lỗ này thì vòng bụng từ người Tây, người Âu có vòng bụng khá lớn anh chị ạ. Cái vòng eo khá lớn thì về chúng ta tất cả những cái nô dân này về đều phải làm lại lỗ hết của anh chị nhá. Anh chị đo, nếu không anh chị chốt là báo em eo bụng của anh chị, em sẽ đột luôn cho anh chị nhá. Em sẽ đột luôn lỗ cho. Đột lỗ là bằng cái độc chuyên dụng chứ không phải là bằng như kiểu cái dùi lung, cái dùi sắt đâu của anh chị nhá. Nếu đột bằng cái đấy là hỏng hết đấy. Đột nó phải tròn của anh chị nhá. Đục nó phải tròn lỗ. Đó. Đây phần đuôi nó đây, các anh chị này. Dây gần như còn mới, 90% các bạn, tất cả đều mới 90% luôn. Em không dám nói 100%, 90%. Thật sự này em bán là rất nhiều, không biết bao nhiêu trăm cái dây rồi. Mới về được cái lô dây này hơn chục con này, nó đẹp như này các anh chị. Anh chị nào vào thì là lấy thì lấy luôn các anh chị nhá. Và giá em báo luôn là 800.000 một con anh chị nhá. 800.000 một con. Ví dụ như con này là giá 800 các anh chị nhá. Em lên luôn mã cho anh chị dễ lựa nhá. Mã này là mã 1 này. Mã 1 có chiều dài 1m28, chiều dài khủng, chiều dài của người Tây mà, người Âu mà các anh chị. 1m28 bản 3,5 này, giá 800.000 anh chị nhá. Con nào nó mới hơn thì em sẽ bán 900, con nào nó kém nó cũ hơn
thì em sẽ bán 700 anh chị nhá. Bởi vì không dễ gì mà kiếm được cái lô hàng như thế này. Còn mặt trong thì chỉ được mài thôi các bác anh chị, không được làm nhãn, chỉ được mài không được làm nhãn. Đây bên trong con này xuất xứ sản xuất tại Mỹ của các anh chị nhé, Made in USA. Nó rất là rành mạch ở đây, chuyện rất là rành mạch, chuyện chìm ở đây của các anh chị nhé, Made in USA, đã được sản xuất tại Mỹ, gần như mới 100% anh chị nhé. Đó. Mã 1 này. Em nhắc lại là mã 1 có chiều dài 1m28. Bản 3.5 giá 800.000 anh chị nhá, giá 800.000. Em xin phép qua mã 2. Đó. Anh chị nhìn. Đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này nó còn mới hơn cả con kia, đẹp hơn cả con kia. Anh chị nhìn chất da đấy. Da là da bò Ý, đã không phải là dạng dao bảo hàn nhé, nó được mài và đánh bóng các anh chị nhá, nó được làm nhãn và đánh bóng anh chị nhá. Đó thì chiều dài tổng thể nó như nhau anh chị nhá, như em vẫn ghi con này nó đẹp hơn con vừa đây các anh chị, nó đẹp hơn con vừa đây, con này thì đẹp hơn con vừa đây, không dễ gì mà kiếm được cái nô như này anh chị nhá, chắc là không có đâu. Đó. Đây tổng thể là cái dây nó đây anh chị nhá, cái mặt dây đây. À, nói thật với các bác, em bị đặt hàng nhặt như nhặt, còn tranh nhau đặt như gì, ai cao giá thì họ bán anh chị nhá, ai cao giá thì họ bán, mà thật sự là tin tưởng, tức là cái độ bom hàng, tức là khi mình nhận hàng người ta đấy, là phải lấy 100% đó nhá, cái độ bom hàng hầu như không có, được đánh giá tốt thì người ta sẽ ưu tiên, và giá ai đặt cao người ta sẽ ưu tiên nữa các bác nhá. Chứ cho dù quen thân đi bằng mấy chăng nữa nhưng mà cái giá đưa ra thấp người ta cũng không giao cho mình đâu. Đấy, cho nên là mua thì mua khó các bác, bán lại càng khó các bác, nó cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Mà săn được những cái nô này Made in USA, con này độ mới khá hơn anh chị ạ, độ mới khá hơn, lỗi còn những cái này nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Những hàng chưa sử dụng luôn. Mã này là mã 2 các bác nha, mã 2 cả nhà nhé, mã 2. Cái này đặc biệt là thích hợp với các bác mặc quần jean này, quần tây các bác nhé, quần jean và quần tây. Mã 2 này nó có chiều dài 1m28 này, bản 3.5 này. Tại sao mà nó cùng mẫu như nhau mà em lại phải lên mã, bởi vì nó cũng có con như em vừa nói rồi, có con mới tới 100%, có con 90, con 80% các bác nhé, thì giá em căn cứ vào độ mới của dây nhé. Cái này em bán 850.000 các bác nhé, 850.000 các bác, 850.000, không có mà mua các bác nhé. Mã 2 850.000 các bác xem kỹ nhé. À, các bác vào mua hàng ví dụ mà xem ở trên này nghe chưa rõ hoặc xem được chưa kỹ thì các bác nhắn tin vào Zalo của em nhé, em sẽ cung cấp hình ảnh cũng như thông tin về cái sản phẩm các bác quan tâm các bác nhé. Đó, đây là mã 2 nhé, em ghi mã trong này rồi các bác nhé. Đó, mã 2 850.000. Em lên tiếp mã 3. Đấy, mã 3 em nhìn khóa cái nó có sớt sát gì không, mà sớt nhiều không, và dây nó có nỗi ngang nỗi dọc thì không các bác nhé. Đấy thì em báo giá cho các bác. Đó. Mặt của con này đây. Đó. Mặt rất đẹp. Em nhắc lại là bản MR và 1889 của bác anh chị nhá. Bản MR 1889 này. Mặt sau khóa nó đây. Đó, mặt sau khóa nó đây. À này thì có bác anh chị cả nhà mình yên tâm sử dụng rồi, là mỹ mãn rồi, chỉ có bao giờ chán rồi bỏ rồi các bác. Đấy. Và nói thật các bác, bây giờ đồ phụ kiện thì thắt lưng thì giày dép thì các bác chả mới có bác là có một cái thắt lưng hoặc là một đôi giày đâu. Đấy. Có bác mua của em mới 6-7 cái thắt lưng. Đây. Hiệu Levi dập vào đuôi các bác nhé. Phần này đây. À. Được làm rất là tỉ mỉ. Mà hiệu họ dập đây. Rất là rành mạch các bác nhé. Dập chìm. Em nhắc lại là được sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Sản xuất tại USA này, tại Mỹ này các bác này. Đó. Cả nhà này. Mã này là mã 3 các anh chị nhé.
mã 3. Con nào mà nó nối đoàn thì em sẽ báo nhé. Mã này là mã 3 này. Mã 3 có chiều dài 128 x 3,5 này. Giá cũng 800k cũng anh chị nhé. Em nhắc lại là mã 3 này. Có chiều dài 1m28 bản 3.5, giá 800.000 nhé. Mã 3 giá 800.000, mã 3 giá 800.000 các anh chị nhé. Mã 3 giá 800.000. Em lên tiếp mã 4 này. Mã 4 này chị nhá. Mã 4 này. Đó. Đó. Mã 4 này chị nhá. Em lên mã 4 này. Đấy, cái này mới càng đét. Cái này nó lại không phải là gần như họ dập vân. Cái này gần như dạng dao bỏ hạt. Cái này là dao bỏ hạt luôn. Đó, dao bỏ hạt luôn. Cái vừa rồi là cái trơn quá. Cái này là cái hạt này. Họ dập kiểu dạng hạt này các anh chị này. Đó. Sau này cũng không có gì là khác biệt. Cái nào họ cũng dập chuẩn thương hiệu hết các anh chị nhá. Dập chuẩn thương hiệu hết. Các bác có thể nhìn chiếc dao đó, nhìn cái dao nó đây, nhìn cái da phần dao nó đây, da họ để thô vào được nhuộm các bác chị nhá. Này họ chỉ được mài thôi các bác chị nhá. Phần sau họ để phần lớn họ để thô, họ chỉ được mài thôi chứ không được làm nhẵn các bác chị nhá. Đó. Mã 4 này chị. Mã 4 cả nhà nhé. Mã 4 ạ. Đâu rồi? Ôi sợ cái bút không có ghi đây em bắt đầu. Mã 4 này các bạn này. Mã 4 là có chiều dài 1m28 này. 128 này. Nhân 3,5 này. Giá 850.000. Em nhắc lại là mã 4 nhé. Mã 4 giá 850.000 anh chị nhé. Mã 4 giá 850.000. Mã 4 giá 850.000 anh chị nhé. Đó. Win rồi. Đó. Em đi tiếp mã 5 nhé. Em xin phép được quay nhanh một tí nhé, bởi vì là sau xem video các bác nào mà chưa xem được kỹ thì vui lòng liên hệ với Zalo và chỉ cần báo mã và cho anh xem lại mã 1, mã 2, mã 3 nhé. Em cung cấp hình ảnh cũng như thông tin về sản phẩm mà các bác quan tâm nhé. Cái máy của em nó hết pin mất rồi, không em phải quay lại thì em mất nhiều thời gian quá. Đó, tiếp đến này em lên mã 5 này. Mã 5 cho anh chị này, mã 5 cho cả nhà mình này. Đó, các bác nào quan tâm thì chốt nhanh tay các bác nhé. Em số lượng em không có nhiều đâu. Em không có nhiều mà hết đợt này chưa biết bao giờ. Em đã nói rồi, cả năm rồi, 6-7 tháng nay rồi. Không nhớ năm ngoái này em đặt từ tháng 5 đến tháng 6 nữa. Mà em nhắc liên tục họ đấy, chứ không phải là đặt mà bỏ đấy đâu các bạn. Mặt bỏ đấy thì không đến nơi mình đâu. Tức là mình đặt hàng, mình muốn sản phẩm thì mình bám sát người ta, sát sát như bố với con rồi đấy. Vừa nói đùa vừa nói thật. Mới có hàng này các bạn, chứ không phải là mình thích mua lúc nào, mình thích đấy lúc nào mà người ta có cho mình đâu anh chị ạ. Đó. Đây, phần sau các bác có thể xem. Họ để nguyên bản này. Đây con này. Có phải nỗi gì không? Xem lại này. À, con này nó bị dính cái gì hay như nào đây? À không phải, nó dính rồi các bác anh chị, nó dính cái gì rồi. Nó dính bụi dính biếc rồi anh chị nhá. Xong họ lại thu gần như phần da, gần như thu không các anh chị, thu không.
Mặt rất là đẹp, rất là căng luôn. Đó. Mã 5 anh chị nhé. Mã 5 này. 1m28 này nhân 3.5 này. Giá 800 anh chị nhá. Giá 800, em nhắc lại là mã 8 này, à mã 5 này. Giá 800.000 nhá. Mã 5 giá 800.000, mã 5 giá 800.000. Các bạn nào quan tâm thì thực sự là phải nhanh các bác nhá. Mình lấy luôn nhá, thích thì lấy luôn các bác nhá. Tiếp đến lên mã 6. Em lên mã 6 của anh chị nhá, em lên mã 6. Em lên mã 6 này. Đó. Em lên mã 6 của anh chị xem nhé. Em kiểm tra rất là kỹ lỗi cho các bác. Kiểm tra rất kỹ lỗi cho các bác này. Đó. Xem nó có lỗi nằm cong vênh gãy gập ở đâu không các bác nhé. Đó. Ở đây nó có một đường này, một đường chạy đây này. Nhưng không sao cả các bác nhé. Đây là không phải nó bị lỗi các bác nhé, hay nó bị ảnh hưởng đến da nhé. Đó. Phần logo đây. Made in USA. Tất cả các đinh ốc nó vẫn còn nguyên vẹn các bác chị nhé, không hề có dấu hiệu sửa chữa hay là cong vênh các bác nhé. Đó. Mã này là mã 6 nhé, em sẽ quay nhanh một chút các bác nhé. Cái da thì không phải nói rồi, cái da này em không, cái thước cặp của em đâu rồi. Cái da cực dày luôn các bạn, da cực dày luôn đó, đó. Chiều dày của da đấy, 5 ni. Cái dây này không biết là em nghĩ là mình dùng đến bao giờ, nếu để hỏng không biết dùng đến bao giờ nó hỏng. Mà đặc biệt nha, đặc biệt là cái giống dây này, càng dùng nó càng mềm nha các bác nhé, càng dùng nó càng mềm. Nếu các bác bỏ một thời gian nó sẽ cứng dần đi, bởi da nó phải sử dụng. Các bác chị nhá, nó giống như cái chảo gang á, cái nồi gang ngày xưa á. Các bác nhớ không ạ? Các bác nào đã từng nấu nấu nồi gang các bác biết. Các bác cứ nấu thì vô tư. Nồi gang nồi sắt á. Hay đặc biệt là cái chảo sao chè to tướng ngày xưa, chảo gênh á. Nhà bác nào có thì biết, nếu các bác cứ sử dụng thì không vấn đề gì. Nhưng các bác bỏ một tháng, 2 3 tháng không sử dụng dần dần là nó tự nó hủy đi hết. Là nó hỏng dần đấy các bác nhá. Cho nên là các bác, em khuyên các bác là sử dụng là các bác cũng nên sử dụng thường xuyên. Đấy cũng là một cái cách bảo quản các bác nhé. Chứ còn nếu các bác dùng xong dở dang, các bác bỏ 5-7 tháng các bác không dùng là nó đi hỏng nó phí các bác nhé. Đó. Lại quên ăn man rồi. Mã này mã 6 anh chị này. Cả nhà mình này. Mã 6 128 nhân 3.5 bằng 800.000 các bác nhé. Con đá số em lên giá 800, nó tương tương như nhau hết các bác nhé. Mã 6 bản 3.5 dài 1m28 giá 800.000 các bác nhé. Đó. Em lên 6 con các bác nhé. Em lên 6 con. Em lên 6 con các bác nhé. Đó. Tiếp đây em lên mấy cái mã. Đây có thể em cho các bác xem những cái mã. Những cái mã dây. Cái mã dây này của em đây, một cái mã diva kim này đó, nó vẫn là diva như dòng khóa kim. Có này là khóa kim to, có loại kim này nó rất là nhỏ các bác, rất là xấu các bác nhé. Đây là dòng khóa kim to này các bác này đó, dòng khóa kim to đó. Dây, bản dây này là bản dây ép các bác chị nhé, bởi vì em thấy nó rất là dày đó, rất là dày các bạn anh chị, rất là dày luôn đó. Thì bình thường những cái dây này, những cái dây này đấy, nó bán từ 550 đến 750 các bạn chị nhá, từ 550 đến 750 tùy theo một cái độ mới nhá. Đấy. Thì hôm nay em còn 5 6 cái đây, em xả lốt cho anh chị. Và cái nô này em về là 70 con nhá. Đó. Cái hàng này hàng 5 nỗ này các bạn chị này. Đây. Sau cũng để vai. Đặt chữ để vai và mặt sau nó đây anh chị nhá. Mặt sau gần như kiểu nó một lớp nhung các bạn chị ạ. Mà nó dùng cái da không biết, em không biết tại sao mà nó dày thế. Nó dày thế không biết rồi. Em lên lại mã cho anh chị nhé.
Mã này là mã cũ của em. Đó. Bác chờ em xíu. U tài nhỉ. Mã này là mã 7 anh chị nhá. Mã 7 của bác nhé. Mã 7 đêm nào bác nào lấy cái này em lấy 400 nhá. Em đã nói rồi, em lên giá là từ 500 đến từ 550 đến 700. Hôm nay em xả cho bác, còn những con này em xả cho các bác này. Mã 7 này. Giá 700.000, à giá 400.000 các bác anh chị này. Giá 400.000 này. Cái này nó có chiều dài là 1 mét bản 3.5 này. 1 mét 20. Này có chiều dài 1 mét. 1 mét 12 này. 112 bản 3.5 này. Mã số 7 có chiều dài 1 mét 12 bản 3.5 giá 400.000 anh chị nhá. Anh chị nào lấy con Divide này thì em lấy giá 400 của anh chị nhá. Giá 400. Đó. Tiếp đến là một con Timberland. Con Timberland Timberland là một cái thương hiệu nổi tiếng, thời trang nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. Các cái dòng, các cái thời trang, các cái mặt hàng thời trang của Timberland thì giá cả nó rất là đắt đỏ các anh chị, nó rất là đắt. Mã 8 này có chiều dài là đi 1m15 này, 115 này, bản 3.5 này. Đấy, bác nào lấy con này em cũng lấy là giá 400 này. Mã 8 này có chiều dài 1m15 bản 3.5 giá 400.000 nha. Một con tim lần của Mỹ, Mỹ lòi đấy các bác nhé. Đấy, thương hiệu nó dập ở trên này. Đấy, đây mặt da của nó đây. Đó. Đó, mặt da của nó đây các bác nhé. Đó. Đây phần đuôi cũng dập thương hiệu đây, tim lần đấy các bác. Đó. Các bác nào ưng con này thì đây phần giữa này cũng dập tim lần hết đây. Thương hiệu họ dập hết đây các bác. Mã 8 này, 1m15, bản 3.5 giá 400 các bác nhé. Em lên tiếp một con nữa này. Con mã 9 này. Mã 9 một con cũng một con đi vai này. Khóa cực đẹp luôn, cái khóa khóa đẹp. Không tưởng các bạn, khóa quá đẹp luôn. Con này mặt phải đây. Con này em báo luôn nhé, báo luôn là nó bị lỗi này. Lỗi ở đây này, không biết họ dùng như thế nào, nó bị sát đây. Đấy, nó bị sát đây thì về các bác em sẽ bán trả các bác. Các bác nào lấy con này thì về các bác cứ dùng được, mà các bác thích mới hơn thì các bác đem ra thợ đánh giày ạ, chỗ người ta đóng giày nhá, bảo người ta xì lại cho là ok luôn các bác nhá, bảo người ta xì lại cho một lượt nhá, là như mới luôn các bác nhá, xì lại cho một lượt là như mới luôn. Đó, ra thì ra bỏ ý. Đây nó sát như này các bác nhá, nó bị sát như này. À này, hàng chính hãng 100%, đầu đuôi vẫn còn nguyên, hiệu đi vai đường đuôi vẫn còn nguyên các bác nhá. Ở đây mặt sau nó đây các bác này. Đó, đây, thương hiệu nó dập vào đây. Đó. Đó, các bác nào lấy con này thì em lấy bác 3.5 các bác nhé. Đây các bác giá 3.5, con này chiều dài này. Con này bản 3.5 này, chiều dài dài 1 mét tí thôi các bác nhé. Chiều dài dài 1 mét tí thôi, em cũng không đo đâu. Nhưng chả có thắt lưng nào nó dài 9, nó dài 90 phân nữa các bác. Mã 9 này em có tính là đi 1m1 này, bản 3.5 này, giá 350.000. 350.000 bằng cái thắt lưng Siberia các bác nhá, bằng giá cái bằng cái thắt lưng Siberia, da bò Siberia các bác nhá. Đây, em còn một cái bản này nữa này. Em còn một cái bản bản này hôm trước là hàng bom này các bác này. Đấy, hôm trước này em bán giá 700 này. Đây, 750.000 đây các bác này. 750.000 vẫn còn đây này. Đó. Hàng bom của em về này, 750.000 này. Hôm nay bác nào lấy con này thì em xả bác còn 600 các bác nhá. Đó. Đây là bản chữ H này. Đây. Bản là bản chữ H này các bác này. Đó. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì em tính bác 600 các bác nhá. Tính bác 600. Con này gần như còn mới 100% các bác này. Đó.
Con này là bản đúc trong các bác nhé, con này là bản luôn trong này. Rất là đẹp luôn các bác. Bác nào lấy con này em lấy giá 600 nhé, 750 giờ em lấy 600 các bác nhé, 600 em dán luôn ở ngoài cho các bác dễ nhìn nhé. Vậy thôi, con này này cũng muộn rồi, em xuống này nhá. Xin chào, hẹn lại quý cô anh chị yêu và đam mê đồ xin trên toàn quốc. Quý cô anh chị và xem kênh thì đặt hàng này vui lòng liên hệ vào số điện thoại của em là số 0987377553 nhé. Số Zalo là số 0919628425 anh chị nhé. Em cảm ơn anh chị đã ghé xem và ủng hộ. Xin chào, hẹn lại anh chị nhé. Mã 10 600.000. Nhìn là mã 10 giá 600.000 anh chị nhá. Mã 10 con này, bản này nhá. Giá 600.000 anh chị nhá. Đó, nên thực sự anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này này, quan tâm đến cái dòng này thì có là thấy là chốt luôn các bác anh chị nhá. Chứ đừng có đắn đo là nó không có đâu và cũng không đến được mình đâu anh chị nhá. Đó. Thực sự là em thấy nó đẹp. Cái này nên phối được với rất nhiều các cái các cái nền quần, phối được rất nhiều cái đồ, cái dòng khác nhau của anh chị nhé, cái quần khác nhau, đặc biệt là quần jean, quần jean và nền cái này thì chấm hết rồi, jean đóng thùng, jean chấm hết các bạn, quá đẹp luôn.